rồi thì là âm thanh loa đài mày mãi không mày chết mày ăn mày gì đấy. Xem nó là bao nhiêu báo tôi không biết cái gì cứ trèo trèo ngã thì ngã ngã này nhưng mà nếu mà như thế lại càng tốt đó vì là tôi phải trong cả làng biết đó ngã này nên ở đây này sống phải sang chảy như thế này đó. Nghịch kìa, nó thế nghịch kìa. Vừa mới nước mắt từ vừa đẻ ra, nghịch, nghịch, kinh khủng. Mà đấy, trước đây thì tôi tâm sự thật với anh như thế này. Tôi thì có mỗi đứa con, cũng mong là nó được hạnh phúc. Bắt đầu treo tôi, bắt đầu treo hai chân xuống. Dạ, thế này thì bác cứ yên tâm, cháu lại... đứa sẽ đối xử tốt với em. Nó thò hai chân nó rảnh đù như con khỉ. Con bác chứ ai à? À, dịch vụ bây giờ chú đáo quá nhỉ? Ấy, cái này là xuất phát từ đáy lòng của cháu đấy ạ. À. Thế thì quá quá ạ. Cháu thương em là mình lắm. Thế cậu làm dịch vụ chứ có phải mới yêu nó đâu mà thương nó lắm. Chỉ cần bác đồng ý nhận cháu làm con rể, cháu hứa sẽ yêu thương em thật lòng. Này này, thế cậu có đi nhầm nhà nữa. Nhầm là nhầm thế nào? Cháu dình bác mấy hôm nay. À, cháu đợi mấy hôm nay mới gặp được bác. Hả? À, lại còn dình nữa. Và đây có cái gì sẽ sai. Mà anh bảo anh yêu con tôi. Vâng, chuẩn luôn hả? Thế hai đứa nhầm nhà từ lúc nào? Dạ, ngay từ lần đầu gặp em nhà mình, cháu đã sao xuyến con tim rồi. Còn tôi nó có thích anh không? Dạ, cháu nghĩ là phải có chứ ạ. Có một người thành đạt, đẹp trai phong độ như cháu, chắc chắn là em sẽ thích thôi. Này, tôi nói cho anh biết nhé. Tôi có mỗi một mình nó thôi, nuôi nó từ bé bây giờ. Thấy không? Tôi hiểu tính nó. Nó không phải có loại lửa mùa như anh nhá. Anh biến thái á, thì anh đi kiếm người khác. Đừng có mà lôi kéo dụ dỗ con tôi, hiểu chưa? Anh, bác cứ bình tĩnh. Cháu chỉ muốn bác hiểu là cháu rất muốn cưới em nhà mình làm vợ ạ. Thế anh định lấy nó làm vợ ạ? À, ôm con đứa thái ở đây, mấy khi mà nói tôi nó